Bị trong cái miệng nó chỗ nào nó có nọc độc rồi đó. Nhưng mà mạnh nhất là trong chân răng, trong cái chân răng khóa nó xịt ra cái nọc đó, nọc nguyên thủy của nó. Vì nó dùng hết năng lực nó để nó giết cái địch thủ đó. Tao bùa lỗ mãng tao giỏi lắm mày. Chửi không tao? Chửi. Tao cầm ly rượu tao làm rồi đàng hoàng, tao mới hất ngược ra ngoài tự động leo vô. Rượt theo 6 thằng, nó quýnh 6 thằng té bò hết trơn nó mày tính. Dạ ông Tư, hôm kia con có nhận của anh Nhã ở Đồng Nai á ông Tư. Ừ. Có gửi tặng ông Tư 1 triệu để ông Tư, mấy ngày nay nghe ông Tư bệnh đó, để ông Tư mua thuốc. Hôm nay bác Tư đã nhận tiền của cháu Tân, cháu Nhã gửi cho bác, bác đã nhận đây. À. Cho bác gửi lời kính lời cảm ơn cả gia đình cháu, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Nay là khỏe rồi hả ông Tư? Ừ. Lớn tuổi thì trúng cơn gió độc vô cái nó bị dính bệnh luôn. Đi bữa đó không có nhậu miếng nào không bụng. Dạ. Phải nhậu đổi thừa mình uống rượu. Đi đám cưới không uống nhọt giọt rượu. Nay ông Tư là khỏe hẳn luôn chưa ông Tư? Cũng khỏe đỡ nhiều rồi con. Yeah. Bệnh 2 ngày vô 4 chai nước biển. 4 chai từ từ nó khỏe hồi phục. Ừ, vì đâu có sức như con được. Nhập già này cũng như cây héo mà con tưới nước muốn tư lại cả vấn đề. Ít bữa nữa ông Tư chuẩn bị đi đi đâu ta? Đi Lâm Đồng kiếm thuốc không nữa. Ừ. Tại thuốc viêm mũi phải tới Lâm Đồng mới có. Phải có. Mới có, ngoài mới có. Trong mình đâu có cây đó. Dạ. Yeah. Tính đi kỳ này nếu ông cháu mình đi dài hạn năm thì nó đi không được rồi, nó lo thi cử gì nữa. Tính ba ông cháu mình đi mà con kẹt về sao đi? Đi lâu quá con đi cũng không được, đi khoảng 4 ngày rồi còn đi lâu nữa. Ừ, cỡ đó mình trở về đâu đi lâu. Mình đi từng cái ông cháu mình tiêu thì nhiều tiền lắm mày. Nhưng từ mới hết bệnh nó đi xa quá cũng hơi bị khó à. Bị thức khuya. Dạ. Bữa thức đêm quá mức. Từ đó ông Tư đi bắt rắn thì ông Tư cà cái dăn con rắn là ông Tư cà bằng cái lưỡi hái hay là cục gì ông Tư? Dao mát. Dao mát không nữa. Nó mát chân tao đó mà quên đó. Con gạo rắn con có dơ xa khỏi tầm mặt, khi cái răng nó gãy nó bay vô mình cũng dính luôn. Cạo là phải cạo sát luôn mới được không Tư? Ừ. Nó có 2 răng khóa là độc nhất. Nó 4 răng khóa, hàm trên hàm dưới. Trên 2 cái dài, dưới 2 cái ngắn. Mà cái trên kia mà nó cắn nó mới mở ra đúng không Tư? Ừ. Cái răng nó cong vậy nè. Dạ. Khi nó hả họng rồi nó ngay ra vậy. Nó quập vô vậy. Nó y như lưỡi câu dấu ó lời con. Cái răng nó vậy. Dữ dằn lắm rồi. Nó bén một cái khủng khiếp. Người ta không biết, người ta nói cái nọc trong răng không phải đâu. Cái túi nọc nó ở ngoài. À. Khi nó cắn mình nó quặp vô cái túi nọc nó ở trong nè. Dạ. Nó mới xịt theo. Xịt vô vết thương ra máu đó rồi cái máu nó dẫn nọc đi theo luôn. Chứ cái răng nó đâu có cái lỗ. Đặt cứng à. Dạ. Đâu có bọng. Có răng con chó chóc nó có bọng. À. Mà nó con chó chóc thì nó không xịt nọc mà nó đái độc. Một nước đái nó đái chỗ nào mà con vật nào mà đi trúng nước đái là đuôi mắt. Ghê vậy không Tư? Ừ, nước đá con chó chóc nó dữ lắm. Chó sói chứ. Chó sói. Nó muốn ăn con gì đó, cái nó đái vòng vòng con đó đi tới là dính nước đái nó mù mắt, nó quất. Yeah. Ủa đi chợ nhanh nha con. Cái răng đó mình cạo nó như vậy thì
Ví dụ như lỡ mà nó còn một chút mà chày da mình nó cũng gây độc. Không có còn, bị cái răng nó con khử, cái dao con liếc sát miệng hàm đó nè. Con khử nó bay răng mình có thấy, nó bay với răng ra nọc nó xịt theo một lần. Ghê vậy không Tư? Ừ. Nó nhổ răng mình còn la làng nhờ thuốc tê đó mà mày cạo răng người ta răng mạnh mà cạo. Nó nghiến lại nó bắn nọc rồi nó diệt cái lại phá răng đó. Mình cũng khôn ngoan lắm, dễ gì phá. Trường hợp đó mình sợ do khi mình ấy ra là mình phải đưa ngang không, mà sợ cái răng nó răng trúng mình chứ, nó trúng mắt mình. Tân ơi, tao thử thuốc chưa nào gan bằng ông Tư đâu. Tao lấy nọc rắn tao gạt trong cái mặt kiếm mình. Một đống nữa tao mới lấy lữ lam tao nẻ máu đây chạy xuống, tao lấy nọc rắn tao chấm vô. Nó dẹt máu mình hai bên, nó chạy chính giữa, chạy lẹ hơn kiếm đó mày. Rồi con để miếng kiến đây nè. Con mới lấy miếng kiến con gạt giữa nọc và máu mình để này gạt vô miếng kiến. Rồi quậy 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 cho nó đều nọc với máu mình lát. Cái máu mình đỏ lòm lát nó vàng tươi như bột nghệ mình làm bánh ấy. Thành vàng con mới cà thuốc. Con mới cà thuốc sẵn rồi lấy cái lữ lam cái dao nhỏ mình dứt cái thuốc đó mình để vô đó mình quậy lại. Rồi độ chừng dài 3 phút đồng hồ, 30 giây hả? Rồi con trộn đều 30 giây con thấy nó đi rõ ràng. Công thức thuốc mình cao cái nó phân máu với nọc ra riêng. Chia ra hả Tư? Chia liền. Nó vô con ngó thấy đó. Cũng như mày chế dầu mỡ gì xuống mặt nước, nó chạy con nó thấy đó. Rồi cái thuốc đó nó mới kết quả. Mà con đưa vô, còn y nguyên hiện trạng đó, mà con đưa thuốc đó vô, người chết luôn. Không có công thức. Học mình đâu, không có máy đo lường, mình thực nghiệm bằng cái tầm mắt mình. Con mới biết thuốc đó nó kết quả bao nhiêu phần trăm. Như mấy trường hợp đặt ví dụ như con rắn đó mà nó không có cái răng vậy mà lỡ như nó cắn vô cái tay của mình mà trúng ngay chỗ nào mà nó chạy một chỗ đó, nó cái tay mình nó chạy sẵn mà nó cắn vô đó là vẫn trúng độc luôn. Vẫn bị như thường. Bị trong cái miệng nó chỗ nào nó có nọc độc đó. Nhưng mà mạnh nhất là trong chân răng, trong cái chân răng khóa nó xịt ra cái nọc đó, nọc nguyên thủy của nó. Vì nó dùng hết năng lực nó để nó giết cái địch thủ đó. Mày thả con cóc, con kỳ nhông gì nó vô, nó táp một cái kỳ nhông xè cánh nhãn rồi. Độc mạnh ghê. Mạnh cỡ đó đó con. Tại núi mình thì có trồng hòa tượng. Hòa tượng, máy gầm. Hổ, hổ sơn rồi này kia, thằng nào nó cũng độc dữ vậy. Hổ giết sơn với mấy gầm thì trên mình giờ ít lại, nó không còn nhiều. Hồi trước thì nhiều. Giờ chỉ có hổ trồng hộp tượng là nhiều. Hộp tượng giờ nó đẻ quá đẻ. Nó đẻ một lần một con một nửa cùng tay con, nó đẻ cái năm mấy trứng. Thôi ơi. Đẻ nó ấp như trăng vậy. Nó ngồi trứng nó lại tròn quay, nó nằm trên trứng ấp. Giống mà nó không có dược như hổ ngựa đâu hả ông Tư? Không. Nó ra nó nằm mình đi trong vòng nó giúp mình chứ nó không có được. Con thấy có hổ ngựa nó được, hổ ngựa mà rượt, nó đẻ rồi con đi gần nó thóc ra nó rượt mày liền. Nhưng mà nó có giết ai đâu, nó rượt cho mình sợ đâu, đánh lạc hướng. Có hồi đó con có nghe ông Dượng nói một cái đợt đó, ông nghe ông kể, ông kể là có cái người dân tộc Mội họ có một cái loại thuốc gì đó mà không biết, khi mà rắn cắn cái người đó phải không, họ đào rắn đi cắn xong cái té ngang đó chết nằm đống đó, súng nhau không làm gì chứ khiêng về nhà bắt đầu nấu cháo cho cái người đó ăn cái thì sống lại. Phải cái số bữa nay nó dụ hai ông cháu mình đi dở trà rắn. Mà số ông xui rồi bị rắn cắn chết. Mà sáng trước khi đó mình uống ngừa cái dùng rắn của mình rồi. Mà năm đó có giống rắn lạ. Nó vô nó ở đó nó cắn chết. Là cái phần đó cái số ông xui. Vì mày ăn nhậu với bạn bè mày chừa múc tô để đó. Cho ông ăn sao? Tại số xui. Không được ngồi chung á.
Nhưng mà sống đúng không? Cứu sống. Sống. Bị con có uống thuốc ngừa rồi đâu vô tim được. Tại con có nghe nói là mọi người trên này đi ra ngoài đó cái đầu gặp họ đi đầu rắn bắt chắn cái tự nhiên cắn ngang lật ngang cái chào bột mép cái thằng kia nó kim rùa hai ba thằng chúm nhau khiêng về nhà dục nhà xong cái nấu cháo ăn hết. Nấu cháo để phần. Dạ. Ông ra ngoài kiếm ông điếu rồi tôi hút của ở ngoài quán. Cái đó cũng lạ hả? Đâu có lạ thì thuốc ông học nó thuốc tụi nó. Là cái đó là hả ông Tư? Ừ. Cái người dân tộc bị nó ở rừng bụi, cái nguồn gốc nó cũng như ông về nè, ông cháu mình tới lui về cái học, ông cháu mình ăn nhậu chung cái học, chỉ với nhau. Mà thuốc nó cũng dễ thôi, không có gì. Nhưng mà đâm sẵn uống trước, ngừa trước. Chẳng hạn xứ mình có chàng quạp tượng nè, hổ đất đâu có. Dạ. Mấy gầm đồ này có, rắn này kia độc tố nó ít, con uống thuốc nó ngừa trước mấy cái đám ở đây rồi. Năm đó có anh này, anh lạc, anh lạ, anh lạc vô đó. Lạ cắn chách. Yeah. Đổ thuốc mạnh rồi, chứ tại năm đó cái số ông xui. Chứ nó đâu biết bói tán gì tụi đó. Yeah. Số xui múc cháo để dành phần, giao cho mày ăn sao, ăn mình nè. Nhưng mà trong cháo nó có thuốc hả ông Tư? Không, nó đổ thuốc rồi. À đổ rồi. Rồi cho con ăn ên mình nè. Dạ. Rồi khi ăn nhậu đã rồi nó đổ thuốc lần nữa, con sống lại, con tỉnh lại, con ăn phần cháo mình đó. Dạ. Nó ăn, nó nhậu đâu, nó nằm ly liệt á. Nhiều khi thằng bệnh nó mạnh sớm cũng còn nhưng mà không cho vô mâm. Dạ. Bị nó đâu có bói tán như mình, nó đáng tướng số gì đó. Cái đó nó nói cái thằng đó năm đó nó xui. Cho nó ăn mình. Anh chỉ nói vậy thôi. Cái đó cũng hay. Ông già của ông hồi đó giống ông Cồ lắm. Tướng mạo ông cũng là thợ săn. Dạ. Ông dám đi hại thầy với thầy, ông hại với nhau. Thôi. Tôi nói ba làm vậy mất đức. Bên con người ta nói ông thầy dở cũng đỡ sớm chồm. Mà nói dở không phải, ông thầy ở. Ba làm vậy nó ôi mình làm vậy cho bệnh ta lợi ta cúng cho mình nhậu chết mất đức mấy ảnh không có ăn có nhậu là khoái à cần đức hạnh vậy đó ông nó giết cho nó chết ta cúng cho mình ăn tham ăn á mình không nói ổng câu tham ăn thì quá nặng mình nói ổng vậy không có bên này bên tao vậy đó. Mà cái khi mà họ đi đào vậy là họ uống thuốc vô là họ bị cắn là không sao hết không? Không nhầm gì đâu, bị hàng năm cũng như xứ mình. Dạ. Có các loại rắn độc đó đó, con đã uống ngừa mấy loại đó rồi. Dạ. Mà năm đó có cái giống lạ nó lại đó, nó dứt chết. Dạ. Còn cái thuốc mà họ uống vô là họ đi đào là cắn bình thường không gì hết? Bình thường. Ừ. Hay dữ vậy đó. Trời ơi, nó bắt rắn người thấy nó bắt. Bắt tay không, nó lặn dưới sông, nó mò, nó bắt. Yeah. Không nhầm gì hết. Cắn cũng như rắn súng cắn con. Không nhầm. Cái đó thuốc mạnh chứ thuốc yếu chết mất đách luôn rồi ông Tư. Ừ. Ảnh bên dân tộc ảnh đâu có bói tán như mình. Yeah. Là cái năm đó xui rồi múc phần chừa cho con phần. Yeah. Để nó đổ thuốc cho mày sống mày ăn mình uống mình. Yeah. Muốn nhậu thì cũng nhậu mình đó. Với con nghe gì nữa, con nghe một số cụ lớn tuổi đó, là khi lớn tuổi chẳng hạn như lớn như ông Tư vậy đó, họ có cái phong tục lạ là đem người đó ra bắt chèo lên cái cây á, họ rung cho té xuống. Đúng, ăn tớ lớn lắm à. Dạ. Rồi nguyên vợ con mày có đẻ dòng họ anh em mày đẻ con đặt tên ông Tư không? Dạ. Nhưng mà lấy cái đứt rung té xuống mà không chết á thì ấy còn chết là đem chôn ông Tư. Té là nó chôn với rung mà không té ổng còn mạnh. Dạ. Nó cất nhà nguyên cái làng năm đó nó ăn Tết, nó dụ nó mần hai con heo, nó mần thêm hai ba con nữa. Dạ. Tức là nhậu ngày đêm luôn ăn mừng. Rồi mày có vợ đẻ con ra đặt tên ông Tư không? Dạ. Nguyên cái làng đó chẳng hạn như Nguyễn Văn Đền là Nguyễn Văn Đền không mà vô đó. Ở đâu cũng đền hết. Cái đó như người dân tộc Khmer cũng vậy đó ông Tư? Ừ, nó đặt lấy cái đức.
Khmer nó có nhiều tên, chứ còn người dân tộc mọi thì nó đặt thứ một. Cũng như A Ma Công vậy đó. Rồi mày vô nguyên cái làng A Ma Công không, thằng con nít biết đi cũng A Ma Công luôn. Để giờ sao phân biệt được ta? Không, A Ma Công già khác. Ông thầy khác, con cũng trùng tên ổng nhưng mà khác. A Ma Công con nghĩ là con suy nghĩ là nhiều khi họ lấy chữ A ra, chứ còn cái chữ A Ma Công, cái chữ Ma Công sao họ bỏ dụ A này A kia A nọ gì đó. Không, nó đặt thứ một, người dân tộc nó đâu có văn minh như mình. Dạ. Bởi vì tao có hỏi tận gốc, có hỏi tại sao những người lớn mình không tôn kính, mà mình đi đặt con cháu mình tên đó, nó lấy cái sống lâu của ổng đó. Đặt cho con này nó sống lâu. Nó chết mẹ rồi. Cái suy nghĩ đó nó hơi lệch với người kinh mình tí xíu không tự? Lệch rất xa con. Người kinh mình thì không dám đặt trùng tên ông bà. Đâu dám. Nó lấy cái tên sống lâu nó đặt cho con cháu hết. Vậy là đi nghịch với mình luôn. Trong cái buôn làng đó. Đi ra ngoài nghịch với mình lắm con. Sống theo cái phong tục tập quán của anh. Ngộ quá. Còn phụ nữ nó tên gì đó. Phụ nữ họ ma họ gì đó, dùng đó là ma không. Còn A là A không. Vậy đó. Tên phụ nữ mà bởi mà giấy căn cước dân tộc con mấy công an phái đó. Chỉ hỏi tên thôi, hỏi tuổi thôi. Còn tên họ thì khỏi nói. Ghi cái một họ đó không nguyên trong buôn làng. Cái đó kinh nguyệt nó không đều. Hoặc khi nó sanh con nó sót nhau. Còn gái mà không đi. Còn gái mình đâu có biết. Không có biết nó con gái hay đàn bà. Nhiều khi cái đời này nó hỗn trược lắm. Nhiều khi nó thương mẹ nó có bầu nó phá thai. Thành ra cái gọi là huyết ứ nó ở trong đường sinh dục nó quậy còn hơn mắt đằng dưới mụ nội thầy bùa chữa không hết. Con mới cho uống phá huyết, cho uống thuốc nó phá huyết, nó có kinh lợi, nó có kinh lâu ngày nữa. Có nhiều đứa nó có rỉ rả cả tháng nó mới hết. Tức là cho tống hết huyết ứ cho người đó. Đúng, nó mới bình phục trở lại. Tức là tự bình phục lại là tự như trước, chứ không có còn khùng khùng điên điên nữa. Chứ con tính con người mình mà máu nó chảy ra hàng ngày sao mày sống sót nổi. Nó lên tới mạch máu não mình là hư luôn. Tại người ta làm này kia. Rồi tao nói với con không có giấu gì con cháu đâu. Tao đốt sách 3 lần. Mình thấy nó không đúng. Đoán không đúng là trị không đúng. Là biểu hết sao được. Trị cho đúng. Còn mấy trường hợp như bị cái đó thì mình làm sao để mình phát hiện ra cái người đó mà bị cái căn bệnh như ông Tư vừa nói không Tư? Tự động người ta nói. Ủa làm sao mình biết? Biết chứ. Ủa người ta bị khùng khùng, người ta đâu có nói được. Có nhiều đứa nói chứ. Nó ngồi với mày, nó nói, nói chuyện, nó tỉnh bơ rất khôn ngoan. Dạ. Nó con bệnh vậy đó, ngày tháng nó không đều. Mấy người đó bị chẩn huyết hoặc khi sanh con sót nhau. Dạ. Nó cũng sanh ra bệnh khùng, mụ nội thầy pháp chữa không nổi. Như trường hợp đó là mình cho uống thuốc bắc hay là gì không Tư? Thuốc bắc. Con uống cho nó sổ, nó thải cái đó ra, tự nhiên nó hồi phục. Nó buồn ngãi nào trừ mấy cái đó được. Rồi mấy cái đó bác sĩ tao không biết sao ta, khi mà ta khám tao không biết cái mụ bệnh. Mụ nội bác sĩ không biết nữa. Con hư thai nó mổ, đẻ không được nó mổ, lấy thai ra. Cái đâu như bên đông y như thầy bùa này. Mấy bó thầy bó đó. Chân luôn. Vô bóng chặt hán thì chắc không hết đâu hả ông Tư? Thôi, nó quýnh ông anh rể tao, nó mặt mày mỏi sáng không dám gặp tao luôn. Ủa ông nói ông giỏi lắm. Quýnh phụ cái mỏi như mỏi heo nọc vậy nè. Ai mà quýnh lại mấy đứa khùng. Giọng con điên. Rồi bữa đó vợ chồng ông năm gì đó, chữa bệnh. Nhỏ này rất đẹp gái, mày dòm nói. Tuy ông già nhưng mà dòm nó có cái tình thương liên tiếp.
nó rất đẹp, nó có chồng mà không có con. Nó cùng bà này bà chữa đâu 5-6 tháng mới. Bữa đó nó leo lên đồi đá dựng, leo lên đọt cây. Trời ơi. Rượt theo 4-5 thằng, nó quýnh té, ngửa té nghiêng hết. Dòng ba nhập nó biết gì. Rượt theo lại tội nghiệp dòng nó, tao đưa ngồi uống nước cũng lại, tao sanh tử, tao nói cái gì đâu mày làm gì. Nói ông cồ ráng cứu vợ, vợ mày cái gì cứu, nói đâu. Nó leo ngoài đồi đá dựng, nó leo tuốt đọt cây đó. Nó trật giò té xuống rồi cái như rồi đời. Công nhận nhỏ nó ngộ. Lên nó ở 3 tháng mấy rồi. Dắt đó ông Tư làm gì ông Tư? Tao đi trên đồi đá dựng tiện gậy trên á. Không, nhưng mà dắt đó ông Tư ra đó làm gì với cô gái, nó kêu xuống hay là sao ông Tư? Đâu có ra thì tao ngồi trong nhà. Dạ. Tao bùa lỗ mãn tao giỏi lắm mày. Chửi hả ông Tư? Chửi. Tao cầm ly rượu tao làm rồi đàng hoàng, tao mới hất ngược ra ngoài tự động leo vô. Rượt theo 6 thằng, nó quýnh 6 thằng té bò hết trơn nó mày tính. 6 thằng thanh niên không á. Dòng quỷ nó nhập vô sức mạnh nó khủng khiếp. Rồi 6 thằng cứ quỳ đó hoài. Rồi thôi. Thế ông Út Đủ, ông nói thôi anh giúp cho cháu đi tội nghiệp. Chứ nhỏ này tôi nghe nó lên đây lâu lắm rồi, gần nửa năm nay rồi. Mà ông năm bà năm bộ trị nó không hết rồi. Cái tự nhiên nó nói trời ơi sao ông. Nó la chồng nó sao mà không kêu nước rồi cho ông thầy ông uống. Tao ngồi tao cự cự tao đâu nói vậy. Cái tao nói không con cháu cứ uống tự nhiên thì tao nãy giờ tao nhậu rồi. Cái nó nói thôi anh mình về mình chặn đồ về nhà. Rồi cái chồng nó hỏi sao trong mình vậy, tôi hết bệnh rồi. Trời ơi. Hỏi ai chỉ ngay mặt không. Ông thầy ông chị trị tôi hết rồi. Rồi vợ chồng về bển chặn đồ về tỉnh Bến. Bà nội rượt mày mình tính núi đá mình nó chạy bể đầu gối rồi hết. Rượt mình 6 thằng đàn ông mà bắt không lợi nó, con tính quỷ nó nhập nó sức mạnh nó khủng khiếp lắm. Tôi nói con cháu về ráng quy y, chiều tắm rửa gọi sạch xong xuôi rồi cúng củ quyền thất tổ ông bà nguyện giấy. Bà năm chuột bà qua bà hỏi ông sử dụng bùa gì, tức tời tôi có biết bùa ngải gì đâu thiếu. Tôi sử dụng không có sử dụng gì đó. Mà bên đây nó quýnh ai cũng chung sàn trốn cũng quá mẹ. Nó gặp cây gì nó quýnh con cây nấy, rồi sao mà chịu nổi. Nó đi sức con gái nữa, lớn con gái nó ngộ cực kỳ. Quýnh điên mà thứ gì cho nổi. Dòng nó điên, quýnh ai đỡ nổi. Mày đỡ là giơ tay lên gãy tay đó. Thằng chồng nó lại, tao tam thiên trong mạng, tao nói không, bác không có gì đó, con gì à. Chiều rồi ăn uống xong xuôi tắm rửa rồi cúng giấy. Trong tông chi củ quyền, vợ mày cái gánh thầy nặng lắm. Bỏ phế người ta không cúng giấy cho người ta ăn. Rồi cái nói ông sư phụ cũng coi đúng rồi. Bị hồi trước ông nội con thầy Pháp, tao nói bây giờ con bỏ người ta đói, người ta đòi. Về mấy ngày sạch sẽ đó, giấy cúng người ta. Mà phải giấy xin đàng hoàng, cúng tương lạc chứ đừng cúng cá thịt. Để cho ta quay đầu người ta quy y, người ta hết theo con chứ gì. Rồi về hết. Mấy tháng sau nó lên, tao xuống này rồi. Lên nó tìm không gặp, nó lội xuống tới đây. Cảm ơn tao nói không có gì cảm ơn con. Mình lúc nguy ngặt giúp đỡ nhau cái gì ơn nghĩa. Vợ chồng năm chuột cứ theo nói tao học ở đâu, học cái gì. Có học ai đâu. Rồi ông lên hỏi Út Đủ biết sáng bữa nào anh em ăn cơm cũng nhậu lít rồi học cái gì. Cười chết. Mấy người đó người ta làm tiền rồi mình dạy người ta với thất